Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy và đội ngũ làm công tác tuyên giáo trên địa bàn thành phố, ghi nhận và đánh giá những kết quả mà Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp đã đạt được thời gian qua. Thường trực Thành ủy mong muốn Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng và đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp tiếp tục khắc phục những khó khăn, phát huy truyền thống, chủ động đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn học tập, trao đổi kinh nghiệm các mô hình hay, cách làm hiệu quả ở các tỉnh thành, qua đó triển khai thực hiện tốt trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, tạo đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố, cũng như hướng tới đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 23.